Trong cái video này thì chúng tôi sẽ review lại cho mấy bạn về các cái rối loạn về nhịp nhị. Để mà xác định cái nhịp nhị á, là chúng ta sẽ thường phải nhìn vào cái sóng P. Và đối với nhịp xoáng bình thường thì sóng P sẽ được xác định rất là dễ dàng. Đó là những cái sóng mà đi trước cái phức bộ QRS một khoảng rất là đều đặn. Ví dụ như trong trường hợp này. Tuy nhiên trong một cái số trường hợp loạn nhịp khác thì sóng P nó không dễ dàng mà xác định như vậy. Và trong trường hợp này chúng ta phải dự đoán cái sóng P ở đâu bằng 3 bước như sau. Bước 1 là mẹ bạn phải xác định hai sóng P liên tiếp. Rồi sau đó sẽ dùng thước để mà xác định cái khoảng cách giữa hai sóng P này và di chuyển cái thước này để có thể dự đoán được cái vị trí của các sóng P tiếp theo. Và thông thường á, là sóng P nó sẽ hiện rõ nhất trên cả cái chuyển đạo là chuyển đạo 2, chuyển đạo AVF và chuyển đạo B1. Vì cái điện thể của súng đồng truyền từ nút xoáng mà xuống khử cực tấm nhĩ á, là sẽ có chiều hướng từ trên xuống dưới và hướng từ phải qua trái. Và vì thế nó sẽ xuất hiện một cái sóng dương ở trên chuyển đạo 2 và chuyển đạo AVF. Còn đối với chuyển đạo B1, là vì chuyển đạo B1 á, là nó nằm hơi ngược so với cái trục điện thể cái trục cái vector điện thể của quá trình khử cực tấm nhĩ, cho nên trên chuyển đạo B1 là chúng ta có thể thấy là sóng P có thể là âm hoặc là sóng P 2 pha. Rồi, đầu tiên là giới thiệu về cái nhịp xoáng bình thường. Thì nhịp xoáng bình thường á, là sẽ gây ra khử cực cực tấm nhĩ theo một cái vector điện thể là hướng từ trên xuống dưới và hướng từ phải qua trái. Và vì thế, chúng ta sẽ có cái tiêu chuẩn để mà chẩn đoán một cái nhịp xoáng bình thường. Đó là sóng P phải dương và đều đặn ở chuyển đạo 2, chuyển đạo 3 và chuyển đạo AVF. Vì cái trục của điện thể này là hướng theo chiều dương của chuyển đạo 2, chuyển đạo 3 và chuyển đạo AVF. Vì thế, nếu như sóng P dương, thì chứng tỏ là xung động sẽ phát súng từ phía trên ở phía bên phải, tức là vị trí của nút xoáng. Và bình thường á, nhịp xoáng bình thường á, là nằm trong khoảng từ 60 cho đến 100 lần trong vòng 1 phút. Trong cái ví dụ này thì các bạn sẽ thấy là sóng P nó xuất hiện trước cái phức bộ QRS một khoảng rất là đều đặn. Và nhịp tím á, là người ta tính ở đấy là 70 lần một phút. Cho nên á, là trong cái trường hợp này là nhịp xoáng bình thường. Nếu như mà nhịp tím nhỏ hơn 60 lần một phút thì người ta chẩn đoán là nhịp chậm xoáng. Nhịp chậm xoáng có thể gặp trong cả các trường hợp như là cương phó giao cảm hoặc là cương phế vị, hoặc là xảy ra trong một số giai đoạn cấp của nhồi máu cơ tim, đặc biệt là nhồi máu cơ tim phân hoành. Còn nếu như mà nhịp tim lớn hơn 100 lần trong vòng 1 phút thì người ta chẩn đoán là nhịp nhánh xoáng. Thông thường nhất thì nhịp nhánh xoáng á, là chúng ta sẽ gặp trong trường hợp là những cái đáp ứng của cơ thể đối với những cái trường hợp như là gắng sức thì nhịp tim sẽ tăng, hoặc là sốt, hoặc là sợ, hoặc là một số stress khác. Tuy nhiên á, là nhịp tim tăng có thể là một cái dấu hiệu trong cả cái bệnh lý như là suy tim xuất huyết hoặc là một số trường hợp là suy tim mất bù khác. Như ở đây mà bạn sẽ thấy cái ví dụ ở đây là trước hết là chúng ta phải xác định đây là nhịp xoáng bằng cách là nhìn vào chuyển đạo 2, chuyển đạo 3 và chuyển đạo AVF sẽ có sóng P dương và đều đặn và cách một trước QRS một khoảng đều đặn cố định. Và nhịp tim ở đây người ta tính là lớn hơn 111 lần trong vòng 1 phút. Cho nên ở đây được chẩn đoán là nhịp nhánh xoáng. Trong trường hợp mà loạn nhịp xoáng thì chúng ta cũng phải khẳng định đây là nhịp xoáng cái đã, bằng cách đó là có sóng P là dương và đều đặn ở cả cái chuyển đạo 2, 3 và AVF và có tiêu chuẩn của loạn nhịp. Thì tiêu chuẩn của loạn nhịp xoáng đó là nhịp tim đó là cái khoảng cách giữa hai nhịp tim mà dài nhất, khoảng cách giữa hai sóng R mà dài nhất như ở đây, mà trừ đi cái khoảng cách mà giữa hai sóng R ngắn nhất vượt quá 0,16 giây, tức là 16 ô nhỏ, thì khi đó 0,64 giây, tức là 16 ô
À không, vậy sẽ 16 giây. Tức là 16 ở nhỏ thì khi đó chúng ta mới được chẩn đoán là loạn nhịp xoang. Để chúng ta có thể loại trừ một số trường hợp sinh lý mà gây ra loạn nhịp, ví dụ như là khi mà hít vào á, là nhịp tim nó tăng và khi mà thở ra thì nhịp tim giảm. Cho nên là phải vượt qua 0,16 giây thì chúng ta mới được chẩn đoán là loạn nhịp xoang. Ví dụ như ở đây mẹ bạn sẽ thấy là nhịp tim á, là có lúc nhanh, lúc chậm và vượt qua 0,16 giây như là người ta đã mô tả. Còn nhịp nhị không xoang nghĩa là có một ổ khác thay thế nhịp ổ thay thế nút xoang và phát xung động khử cực tâm nhị và lan truyền xuống khử cực tâm thất. Và vì vị trí của cái ổ chủ nhịp này không phải là ở nút xoang, cho nên vectơ khử cực tâm nhị không phải là hướng từ trên xuống dưới và hướng từ phải qua trái như trong trường hợp nút xoang nữa, mà nó có thể hướng theo một cái vectơ khác. Cho nên cái tiêu chuẩn của nhịp xoáng là chuyển đạo là sóng P dương ở chuyển đạo 2, chuyển đạo 3, chuyển đạo A với F bây giờ không còn nữa, mà chúng ta có thể thấy một cái sóng P âm, ví dụ như là trong trường hợp này nó thể hiện cái vị trí phát sóng không phải là nút xoáng và người ta gọi đây là nhịp nhị không xoáng. Mà trước đây hay còn gọi là nhịp của xoáng nhị là vì người ta nghĩ là vị trí phát sóng này là ở vị trí xoáng nhị. À, xin lỗi, vị trí xoang văn. Ở đây là cái trường hợp nhịp nhị lang thang. Nhịp nhị lang thang nghĩa là nhiều ổ nó thấy phiên nhau phát xung. Là vì vì nhiều ổ nó thấy phiên nhau phát xung cho nên trục điện thể vectơ khử cực tâm nhị là nó không theo một cái trật tự nhất định. Có lúc nó hướng theo chiều này, có lúc nó hướng theo chiều kia. Cho nên trên chuyển đạo 2, chuyển đạo 3 và chuyển đạo A với F chúng ta sẽ không thu được cái hình ảnh của nhịp xoáng bình thường, mà chúng ta sẽ thu được nhiều sóng P có hình dạng khác nhau, thể hiện vị trí phát sóng là ở nhiều vị trí khác nhau. Như trong ví dụ này, chúng ta thấy là trên chuyển đạo V2 thì sóng P là có tới 3 hình dạng khác nhau, thể hiện vị trí phát sóng ở đây là ít nhất là phải có 3 chỗ. Người ta gọi đây là nhịp nhị lang thang. Một cái trường hợp khác là nhịp nhánh nhị đa ổ thì cũng giống như là nhịp nhị lang thang, tức là nhiều ổ nhị nó phát xung nhưng mà nó phát xung với tốc độ nhanh hơn. Ví dụ như ở đây mà bạn sẽ thấy là sóng P có nhiều hình dạng khác nhau. Bên cạnh có nhiều hình dạng khác nhau, chúng ta cũng để ý là khoảng PR nó cũng sẽ thay đổi. Và nhịp tim khá nhanh. Và nhịp nhánh nhị đa ổ này thường là gặp trong cả cái trường hợp mà bệnh lý phổi nặng. Đây là nhịp nhánh kịch phát trên thất. Nhịp nhánh kịch phát trên thất là liên quan đến cái cơ chế vòng vào lại. Thì đối với nhịp nhánh kịch phát trên thất, rung nhị và cuồng nhị là chúng tôi đã mô tả ở phía trên. Các bạn có thể thấy rất là rõ. Thông thường á, là nhịp nhánh kịch phát trên thất á, là nhịp tim á, là từ 160 cho đến 220 lần trong vòng 1 phút. Và các bạn cũng có thể thấy cả cái sóng P nó rất là đều đặn và đi trước cái phức bộ QRS. À, và đây là một cái tiêu chuẩn rất là quan trọng để có thể chẩn đoán phân biệt giữa nhịp nhánh kịch phát trên thất và nhịp và rung nhị và cuồng nhị. Tuy nhiên á, là nhịp nhánh kịch phát trên thất á, là hẳn không nhanh bằng rung nhị. Rung nhị là cũng có cơ chế vòng vào lại. Tuy nhiên là trong rung nhị trong cuồng nhị thì ở nút nhị thất là có một và một block. Vì thế là nó sẽ ngăn cản không cho xung động từ nhị có thể truyền xuống thất. Và vì thế đáp ứng của tam thất là không nhanh như đáp ứng của tam nhị. Vì nhị nó phát xung với một cái tần số rất là nhanh như vậy, cho nên chúng ta sẽ không thấy sóng P mà thay vào đó là cả cái sóng F lớn, mỗi sóng là một lần mà nhị nó phát xung. Và nhịp tim trong cuồng nhị có thể lên tới từ 220 cho đến 300 lần trong vòng 1 phút. Và đáp ứng của thất thông thường á, là nó đều, nhịp tim nó sẽ tương đối là đều, không phải là trong trường hợp này là nhịp tim khá là loạn. Còn rung nhị là nhị nó rung lên,
thay vì là bình thường nó rung lên, và vì thế là xung động á, là nó truyền một cách hỗn loạn. Cho nên trên điện tâm đồ á, là chúng ta sẽ không ghi nhận được sóng P, mà thay vào đó là nó làm cho cái đường đẳng điện nó rất là hỗn loạn. Đối với cái ba cái nhịp nhánh kích phát trên thất, trung nhị và quân nhị thì tôi nghĩ mấy bạn nắm rõ hơn trong cái video ở trên rồi. Như vậy tôi đã giới thiệu xong cho mấy bạn về các cái dạng khác nhau của rối loạn nhịp nhị. Trong cái video này thì chúng tôi sẽ review lại cho mấy bạn về các cái rối loạn về nhịp nhị. Để mà xác định cái nhịp nhị á, là chúng ta sẽ thường phải nhìn vào cái sóng P. Và đối với nhịp xoáng bình thường thì sóng P sẽ được xác định rất là dễ dàng. Đó là những cái sóng mà đi trước cái phức bộ QRS một khoảng rất là đều đặn. Ví dụ như trong trường hợp này. Tuy nhiên trong một cái số trường hợp loạn nhịp khác thì sóng P nó không dễ dàng mà xác định như vậy. Và trong trường hợp này chúng ta phải dự đoán cái sóng P ở đâu bằng 3 bước như sau. Bước 1 là mẹ bạn phải xác định hai sóng P liên tiếp. Rồi sau đó sẽ dùng thước để mà xác định cái khoảng cách giữa hai sóng P này và di chuyển cái thước này để có thể dự đoán được cái vị trí của các sóng P tiếp theo. Và thông thường á, là sóng P nó sẽ hiện rõ nhất trên cả cái chuyển đạo là chuyển đạo 2, chuyển đạo AVF và chuyển đạo B1, vì cái điện thể của xung động truyền từ nút xoáng mà xuống khử cực tấm nhĩ á, là sẽ có chiều hướng từ trên xuống dưới và hướng từ phải qua trái. Và vì thế nó sẽ xuất hiện một cái sóng dương ở trên chuyển đạo 2 và chuyển đạo AVF. Còn đối với chuyển đạo B1, là vì chuyển đạo B1 á, là nó nằm hơi ngược so với cái trục điện thể cái vector điện thể của quá trình khử cực tấm nhị. Cho nên trên chuyển đạo B1 là chúng ta có thể thấy là sóng P có thể là âm hoặc là sóng P2 pha. Rồi, đầu tiên là giới thiệu về cái nhịp xoáng bình thường. Thì nhịp xoáng bình thường á, là sẽ gây ra khử cực cực tấm nhị theo một cái vector điện thể là hướng từ trên xuống dưới và hướng từ phải qua trái. Và vì thế, chúng ta sẽ có cái tiêu chuẩn để mà chẩn đoán một cái nhịp xoáng bình thường. Đó là sóng P phải dương và đều đặn ở chuyển đạo 2, chuyển đạo 3 và chuyển đạo AVF. Vì cái trục của điện thể này là hướng theo chiều dương của chuyển đạo 2, chuyển đạo 3 và chuyển đạo AVF. Vì thế nếu như sóng P dương thì chứng tỏ là xung động sẽ phát xuống từ phía trên ở phía bên phải, tức là vị trí của nút xoáng. Và bình thường á, nhịp xoáng bình thường á, là nằm trong khoảng từ 60 cho đến 100 lần trong vòng 1 phút. Trong cái ví dụ này thì các bạn sẽ thấy là sóng P nó xuất hiện trước cái phức bộ QRS một khoảng rất là đều đặn. Và nhịp tím á, là người ta tính ở đấy là 70 lần một phút. Cho nên á, là trong cái trường hợp này là nhịp xoáng bình thường. Nếu như mà nhịp tím nhỏ hơn 60 lần một phút thì người ta chẩn đoán là nhịp chậm xoáng. Nhịp chậm xoáng có thể gặp trong cả các trường hợp như là cương phó giao cảm hoặc là cương phế vị, hoặc là xảy ra trong một số giai đoạn cấp của nhồi máu cơ tim, đặc biệt là nhồi máu cơ tim phân hoành. Còn nếu như mà nhịp tim lớn hơn 100 lần trong vòng 1 phút thì người ta chẩn đoán là nhịp nhánh xoáng. Thông thường nhất thì nhịp nhánh xoáng á, là chúng ta sẽ gặp trong trường hợp là những cái đáp ứng của cơ thể đối với những cái trường hợp như là gắng sức thì nhịp tim sẽ tăng, hoặc là sốt, hoặc là sợ, hoặc là một số stress khác. Tuy nhiên á, là nhịp tim tăng có thể là một cái dấu hiệu trong cả cái bệnh lý như là suy tim sung huyết hoặc là một số trường hợp là suy tim mất bù khác. Như ở đây mấy bạn sẽ thấy cái ví dụ ở đây là trước hết là chúng ta phải xác định đây là nhịp xoáng bằng cách là nhìn vào chuyển đạo 2, chuyển đạo 3 và chuyển đạo AVF sẽ có sóng P dương và đều đặn và cách một trước QRS một khoảng đều đặn cố định. Và nhịp tim ở đây người ta tính là lớn hơn 111 lần trong vòng 1 phút. Cho nên ở đây được chẩn đoán là nhịp nhánh xoang. Trong trường hợp mà loạn nhịp xoang thì chúng ta cũng phải khẳng định đây là nhịp xoang cái đã. Bằng cách đó là có sóng P là dương và đều đặn ở cả cái chuyển đạo 2, 3 và AVF. Và có tiêu chuẩn của loạn nhịp
Thì tiêu chuẩn của loạn nhịp xoang đó là nhịp tim, đó là cái khoảng cách giữa hai nhịp tim mà dài nhất, khoảng cách giữa hai sóng R mà dài nhất. Như ở đây mà trừ đi cái khoảng cách mà giữa hai sóng R ngắn nhất vượt quá 0,16 giây, tức là 16 ô nhỏ, thì khi đó 0,64 giây, tức là 16 ô, 0,16 giây, tức là 16 ô nhỏ, thì khi đó chúng ta mới được chẩn đoán là loạn nhịp xoang. Để chúng ta có thể loại trừ một số trường hợp sinh lý mà gây ra loạn nhịp, ví dụ như là khi mà hít vào á, là nhịp tim nó tăng, và khi mà thở ra thì nhịp tim giảm, cho nên là phải vượt qua 0,16 giây thì chúng ta mới được chẩn đoán là loạn nhịp xoang. Ví dụ như ở đây mẹ bạn sẽ thấy là nhịp tim á, là có lúc nhanh lúc chậm và vượt qua 0,16 giây như là người ta đã mô tả. Còn nhịp nhị không xoang nghĩa là có một ổ khác thay thế nhịp ổ thay thế nút xoáng và phát xung động khử cực tâm nhị và lan truyền xuống khử cực tâm thất. Và vì vị trí của cái ổ ổ chủ nhịp này không phải là ở nút xoáng, cho nên vectơ khử cực tâm nhị không phải là hướng từ trên xuống dưới và hướng từ phải qua trái như trong trường hợp nút xoáng nữa, mà nó có thể hướng theo một cái vectơ khác. Cho nên cái tiêu chuẩn của nhịp xoáng là chuyển đạo là sóng P dương ở chuyển đạo 2, chuyển đạo 3, chuyển đạo A với F bây giờ không còn nữa, mà chúng ta có thể thấy một cái sóng P âm, ví dụ như là trong trường hợp này nó thể hiện cái vị trí phát sóng không phải là nút xoáng, và người ta gọi đây là nhịp nhị không xoáng, mà trước đây hay còn gọi là nhịp của xoáng nhị, là vì người ta nghĩ là vị trí phát sóng này là ở vị trí xoáng nhị. Xin lỗi, vị trí xoang vành. Ở đây ấy, là cái trường hợp nhịp nhị lang thang. Nhịp nhị lang thang nghĩa là nhiều ổ nó thấy phiên nhau phát xung. Là vì vì nhiều ổ nó thấy phiên nhau phát xung, cho nên trục điện thế vectơ khử cực tâm nhị là nó không theo một cái trật tự nhất định. Có lúc nó hướng theo chiều này, có lúc nó hướng theo chiều kia. Cho nên trên chuyển đạo 2, chuyển đạo 3 và chuyển đạo A với F chúng ta sẽ không thu được cái hình ảnh của nhịp xoáng bình thường, mà chúng ta sẽ thu được nhiều sóng P có hình dạng khác nhau, thể hiện vị trí phát sóng là ở nhiều vị trí khác nhau. Như trong ví dụ này, chúng ta thấy là trên chuyển đạo V2 thì sóng P là có tới 3 hình dạng khác nhau, thể hiện vị trí phát sóng ở đây là ít nhất là phải có 3 chỗ. Người ta gọi đây là nhịp nhị lang thang. Một cái trường hợp khác là nhịp nhánh nhị đa ổ, thì cũng giống như là nhịp nhị lang thang, tức là nhiều ổ nhị nó phát xung nhưng mà nó phát xung với tốc độ nhanh hơn. Ví dụ như ở đây mẹ bạn sẽ thấy là sóng P có nhiều hình dạng khác nhau. Bên cạnh có nhiều hình dạng khác nhau, chúng ta cũng để ý là khoảng PR nó cũng sẽ thay đổi. Và nhịp tim khá nhanh. Và nhịp nhánh nhị đa ổ này thường là gặp trong cả cái trường hợp mà bệnh lý phổi nặng. Đây là nhịp nhánh kịch phát trên thất. Nhịp nhánh kịch phát trên thất á, là liên quan đến cái cơ chế vòng vào lại. Thì đối với nhịp nhánh kịch phát trên thất, rung nhị và cuồng nhị á, là chúng tôi đã mô tả ở phía trên. Các bạn có thể thấy rất là rõ. Thông thường á, là nhịp nhánh kịch phát trên thất á, là nhịp tim á, là từ 160 cho đến 220 lần trong vòng 1 phút. Và các bạn cũng có thể thấy cả cái sóng P nó rất là đều đặn mà đi trước cái phức bộ QRS. Và đây là một cái tiêu chuẩn rất là quan trọng để có thể chẩn đoán phân biệt giữa nhịp nhánh kịch phát trên thất và nhịp và rung nhị và cuồng nhị. Tuy nhiên á, là nhịp nhánh kịch phát trên thất á, là hẳn không nhanh bằng rung nhị. Rung nhị á, là cũng có cơ chế vòng vào lại. Tuy nhiên á, là trong rung nhị trong cuồng nhị thì ở nút nhị thất là có một và một block. Vì thế á, là nó sẽ không sẽ ngăn cản không cho xung động từ nhị có thể truyền xuống thất. Và vì thế đáp ứng của tam thất á, là không nhanh như đáp ứng của tam nhị. Vì nhị nó phát xung với một cái tần số rất là nhanh như vậy, cho nên chúng ta sẽ không thấy sóng P, mà thay vào đó là cả cái sóng F lớn
mỗi sóng là một lần mà nhị nó phát xung. Và nhịp tim trong cuồng nhị có thể lên tới từ 220 cho đến 300 lần trong vòng 1 phút. Và đáp ứng của thất thông thường á, là nó đều, nhịp tim nó sẽ tương đối là đều, không phải là trong trường hợp này là nhịp tim khá là loạn. Còn rung nhị là nhị nó rung lên, thay vì là bình thường nó rung lên. Và vì thế là xung động á, là nó truyền một cách hỗn loạn. Cho nên trên điện tâm đồ á, là chúng ta sẽ không ghi nhận được sóng P, mà thay vào đó á, là nó làm cho cái đường đẳng điện nó rất là hỗn loạn. Đối với cái ba cái nhịp nhánh kích phát trên thất, trung nhị và quân nhị thì tôi nghĩ mấy bạn nắm rõ hơn trong cái video ở trên rồi. Như vậy tôi đã giới thiệu xong cho mấy bạn về các cái dạng khác nhau của rối loạn nhịp nhị.